vui được gặp lại mọi người. Hôm nay thì Gan sẽ hướng dẫn cho mọi người Sudonut bài Vó Ngựa Trên Đường Có Non, nam hát trên giọng son thứ, nữ hát trên giọng đô thứ. Chúng ta sẽ chơi trên điệu cha cha dân ca tempo 130. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người solo note ha. Rồi, bài này á, chúng ta sẽ chơi những tiếng như là tiếng tranh, tiếng sáo, tiếng guitar cổ trên điệu cha cha ha. Rồi bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người bằng tiếng đàn tranh luôn. Cùng bắt đầu câu đầu tiên. Em dấu yêu ơi, là tới em dấu yêu ơi chúng ta mới vô nhạc nha. Mi son mi mi re re do la mi do re mi 2 3 4 nghỉ. Rồi tiếp theo qua câu số 2. Anh sẽ đưa em mi son mi mi re re do bì rê đô la 2 3 4 nghỉ. Rồi câu số 3. La đô la la son mi 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 đô la la mi rê rê ta chát vòng anh rê mi rê đô đô rê đô si si đô si si mi rê đô la. Rồi chúng ta sẽ qua đoạn điệp khúc nha. Bóng ta mi là 2 đô la son 2 mi mi son la 2 3 4 5 6 mi là 2 đô la son 2 mi mi son la 2 3 4 nghỉ. Rồi qua câu ngoài kia là đồng ha. Mi đô la la rê rê mi mi. Này, bên lý che xanh, bên lý che xưa ngà nghiêng hàng dừa. Rê mi rê đô mi đô la la. Mi đô la la rê 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 mi. Xoay bóng chung đôi. Rê mi rê đô si son si la. Đó, câu đó chúng ta có thể loát tùy ý. Anh sẽ đưa em đến xa rời vùng mây tăm tối nè. Mi son mi mi re re đô la mi đô re mi 2 3 4 nghỉ. Mi son mi mi re re đô la mi re đô la 2 3 4 nghỉ. Còn ai đợi chờ? La đô la la son mi 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 đô la la mi re re. Thôi hãy theo anh. Re mi re đô đô re đô si ta thoát cơn mê. Re đô si si mi re đô la.
Rồi. Rất vui được gặp lại mọi người hôm nay. Thì Gan sẽ hướng dẫn cho mọi người solo note bài Vó Ngựa Trên Đường Có Non. Nam hát trên giọng son thứ, nữ hát trên giọng đô thứ. Chúng ta sẽ chơi trên điệu cha cha dân ca tempo 130. Bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người solo note ha. Rồi, bài này á, chúng ta sẽ chơi những tiếng như là tiếng tranh, tiếng sáo, tiếng guitar cổ trên điệu cha cha ha. Rồi bây giờ thì sẽ hướng dẫn cho mọi người bằng tiếng đàn tranh luôn. Cùng bắt đầu câu đầu tiên. Em dấu yêu ơi, là tới em dấu yêu ơi chúng ta mới vô nhạc nha. Mi son mi mi re re do la mi do re mi 2 3 4 nghỉ. Rồi tiếp theo qua câu số 2. Anh sẽ đưa em mi son mi mi bốn nghỉ. Rồi câu số 3. La đô la la son mi 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 đô la la mi re re ta chát vòng anh re mi re đô đô re đô si si đô si si mi re. Rồi chúng ta sẽ qua đoạn điệp khúc nha. Mi là 2, đô la son 2, mi mi son la 2 3 4 5 6. Mi là 2, đô la son 2, mi mi son la 2 3 4 nghỉ. Rồi qua câu ngoài kia là đồng ha. Mi đô la la re re mi mi. Này, bên lý che xanh, bên lý che xưa ngà nghiêng hàng dừa. Re mi re đô mi đô la la. Mi đô la la re 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 mi. Soi bóng chung đôi. Re mi re đô si son si la. Đó, câu đó chúng ta có thể loát tùy ý. Anh sẽ đưa em đến xa rồi vùng mây tăm tối nè. Mi son mi mi re re đô la mi đô re mi 2 3 4 nghỉ. Mi son mi mi re re đô la mi re đô la 2 3 4 nghỉ. Còn ai đợi chờ? La đô la la son mi 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 đô la la mi re re
Thôi hãy theo anh. Re mi re do, do re do si. Ta thoát cơn mê. Re do si si mi re do la. Rồi, như vậy là Thiện đã hướng dẫn xong cho mọi người phần solo bài Vó Ngựa Trên Lừa Có Non nha. Chúng ta sẽ cùng vào phần đệm nha.